Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt Online. Thưa quý vị, dân chúng ở phía Bắc Trung Quốc đang gặp phải tình trạng ô nhiễm không khí vô cùng trầm trọng và thủ đô Bắc Kinh cũng chìm ngập trong bầu không khí độc hại đến mức kỷ lục. Ở nhiều nơi trong thành phố Bắc Kinh, tầm nhìn bị giới hạn còn 200 mét. Người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường, đi giữa đám khói ô nhiễm, dù rằng nhà cầm quyền đã cảnh báo rằng chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết. Ở một số văn phòng thì người dân sợ bầu không khí độc hại có thể len lỏi vào tận trong tòa nhà nên cũng đeo các mặt nạ chống hơi độc ngay tại bàn làm việc. Đài truyền hình của nhà nước Trung Quốc liên tục loan tải tin tức về ô nhiễm không khí trầm trọng và chiếu hình ảnh xe phải bật đèn chạy giữa trưa trong đám mây mù độc hại. Hơn 100 chuyến bay đã phải hủy bỏ tại phi trường tỉnh Hà Nam và tình trạng này có thể kéo dài cho đến ngày thứ năm. Tại phi trường Bắc Kinh, có 61 chuyến bay phải bị hủy bỏ vào sáng thứ Ba. Tại tỉnh Sơn Đông, có 2.000 hành khách bị kẹt tại phi trường khi 20 chuyến bay bị hủy vì tầm nhìn xuống còn có 100 mét. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm thứ Ba đề nghị có cuộc họp thượng đỉnh với Trung Quốc nhằm cải thiện mối quan hệ bị sút giảm trầm trọng từ nhiều tháng nay. Chỉ dấu về thiện chí từ phía Nhật được đưa ra chỉ một ngày sau khi nội các nước này chấp thuận việc gia tăng ngân sách quốc phòng, lần đầu tiên từ hơn một thập niên, với mục tiêu là tăng cường bảo vệ một quần đảo đang có tranh chấp. Lời tuyên bố của ông Abe cũng đưa ra sau khi lực lượng tuần duyên Nhật được trang bị tối tân để thành lập một đơn vị đặc biệt gồm 10 tàu tuần mới có trọng tải lớn, gồm 600 người để tuần tra quanh các quần đảo trong vùng biển Hoa Nam. Thủ tướng Nhật tuyên bố trên đài truyền hình Nippon Television rằng một cuộc họp cấp cao cần phải được tổ chức và có thể cần xây dựng lại mối quan hệ khởi sự bằng một cuộc họp thượng đỉnh với Trung Quốc. Nhật và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất Á Châu, đã đối đầu với nhau kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa khu quần đảo tranh chấp nơi Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư kể từ tháng 9 năm 2012. Liên quan đến tin California, thì cư dân của quận Los Angeles, tiểu bang California đang khó chịu trước sự xuất hiện ngày càng nhiều nhà trọ dành cho sản phụ từ Á Châu đi du lịch đến Mỹ để sinh con. Theo báo Los Angeles Times, thì có đến 60 đơn khiếu nại chỉ riêng trong tháng 12 vừa qua. Kỹ nghệ du lịch sinh con nở rộ khi nhiều phụ nữ Á Châu du lịch sang Mỹ trong khi đang mang thai. Họ tạm trú ở các nhà trọ trong nhiều tháng cho đến khi sinh nở, rồi trở về nguyên quán với đứa con là công dân Mỹ, trong khi chủ cơ sở thu được đến 20.000 đô la. Các cơ sở ở San Gabriel Valley tiếp nhận sản phụ từ Trung Quốc và Đài Loan, trong khi các nhà trọ dành cho sản phụ tại Koreatown ở Los Angeles đón nhận phụ nữ từ Nam Hàn. Các chuyên gia cho biết, việc làm nói trên không vi phạm luật liên bang, nhưng chính quyền địa phương vẫn bố ráp khi xét thấy có vi phạm về quy định xây cất hay mở nhà trọ trong khu vực không được phép. Cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì giá nhà tại 20 thành phố ở Hoa Kỳ tăng cao trong 12 tháng, tính đến tháng 11 năm 2012 và được xem là cao nhất trong 6 năm qua. Điều này cho thấy thị trường nhà cửa sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong việc phát triển kinh tế năm nay. Chỉ số giá trị bất động sản tăng 5.5% từ tháng 11 năm 2011, cao nhất tính theo mỗi năm kể từ tháng 8 năm 2006. Chỉ số này cho thấy 19 trong 20 thành phố tăng giá trị từng năm một, với thành phố Phoenix của tiểu bang Arizona dẫn đầu với 22.8% và San Francisco của California 12.7%. Phân lời địa ốc thấp gần mức kỷ lục cũng góp phần vào việc nhà bán được nhiều hơn trong 3 năm tiếp, nhờ vậy mà giá trị bất động sản tiếp tục cao. Home Equity cũng tăng giá trị khiến người tiêu dùng vững tâm để tiêu xài nhiều hơn, vốn là điều quan trọng đối với nền kinh tế, dù rằng thuế lương bổng tăng thêm 2% bắt đầu có hiệu lực trong tháng này. Cuối cùng là tin Hoa Kỳ đang có dự định lập căn cứ cho máy bay không người lái ở Niger, quốc gia nằm về phía đông Mali của châu Phi. Căn cứ này sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ cho Niger, đồng thời giúp cho quân Pháp đang chiến đấu chống phiến quân Hồi giáo ở Mali. Trong tương lai, thì căn cứ cũng hỗ trợ cho lực lượng đặc biệt Mỹ có thể được đưa đến châu Phi nhằm chống lại quân khủng bố Al-Qaeda hoạt động trong vùng sa mạc Sahara. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Niger mới đây đã ký thỏa hiệp quân sự, nhưng từ chối bình luận về việc quân đội Mỹ được đưa đến Phi Châu.
Theo lời yêu cầu của Pháp, thì máy bay vận tải quân sự Mỹ C-17 đã giúp chở quân đội và vũ khí đến Mali. Tại châu Phi hiện nay, Hoa Kỳ chỉ có một căn cứ máy bay không người lái ở Djibouti, vùng đông bắc châu lục này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.